Georgina Pixikova, 24 tuổi, Cộng hòa Séc, có nhan sắc được ví như búp bê đăng quang Hoa hậu Thế giới năm 2024 trong chung kết diễn ra hôm ngày 9 tháng 3 vừa qua. Cô đăng quang Hoa hậu Cộng hòa Séc năm 2022, cao 1,81m, số đo 3 vòng lần lượt là 86, 59, 89cm, hiện là người mẫu. Từ đầu cuộc thi, cô là thí sinh nổi bật, được nhiều chuyên trang sắc đẹp dự đoán đăng quang. Chuyên trang Miss Salagi bình luận, cô ấy có tất cả phẩm chất mà một Hoa hậu Thế giới nên có. Vẻ đẹp của cô ấy là không thể phủ nhận và phù hợp hoàn hảo cho chiếc vương miện xanh danh giá. Georgina Pixikova sinh tại thị trấn Chinet, hiện sống ở Pozaha, Cộng hòa Séc. Cô tốt nghiệp chuyên ngành luật tại Đại học Kan ở Pozaha, đang theo học thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Áo. Cô hiện là người mẫu, đại diện thương hiệu, từng làm việc, gặp gỡ nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới. Tôi luôn nắm bắt mọi cơ hội và tôi thích có những trải nghiệm mới, cô chia sẻ. Người đẹp tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và là thành viên lâu năm của tổ chức Sonta Foundation. Cô thường xuyên đến Tanzania để dạy học cho trẻ em kém may mắn. Cô từng nói, tôi muốn quảng bá dự án giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến nhiều người, ở nhiều quốc gia. Tôi tin rằng khi đạt hoa hậu và tham gia các cuộc thi quốc tế, tôi có thể thực hiện được điều này. Cô thích du lịch, khám phá các nền văn hóa và cưỡi ngựa. Người đẹp có tài vẽ tranh, thổi sáo, chơi violin. Trong chung kết, người đẹp tỏa sáng qua các màn trình diễn nhờ chiều cao nổi bật, gương mặt thiên thần. Ở phần ứng xử top 8, khi nhận được câu hỏi một trong những vấn đề liên quan việc chăm sóc sức khỏe phụ nữ mà bạn muốn nói là gì? Cô trả lời, tôi sẽ nói về việc thiếu sự đồng cảm, đặc biệt là những phụ nữ đến từ khu vực nghèo khó. Họ ngần ngại nói về sức khỏe thai sản, sức khỏe của bản thân. Tôi muốn những người phụ nữ độc lập, hãy mạnh mẽ nói về điều này. Cô là mỹ nhân Cộng hòa Séc thứ 2 giành được vương miện Hoa hậu Thế giới sau Hoa hậu Tatiana Kuchazova năm 2006.